mình đến Đà Lạt, Hồ Xuân Hương. Một tiếng, tiếng thứ hai bay 30.000. Đồng tiếng không bé? Đồng tiếng không? Hồ Xuân Hương đẹp quá đi. Tiếng thôi, đậu tiếng thôi. Đi trước đi, trước đi, trước đi, em đưa tiền. Sau đi em bắt hồ giả cho anh. Đi chơi ba lấy đi, chơi ba lấy. Lạnh. Có lạnh không? Chùm đầu lên con. Lạnh bình thường. Anh chùm đầu lên đi. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình đi chơi đi. Chờ đêm ở Đà Lạt. Chuyện gì? Cái này nó dài quá, thùng nước ướt ngay bà. Cái này mày cài đóng kìa. Đi trước đi, sao quay phim nó mới đẹp. Ý em nói là cái mặt em đè không đẹp bằng sau lưng em à. Đi là đi là phải ở đằng sau nè, quay lên cái đích cái view view nó mới đẹp. Trời đêm ở Đà Lạt. Đi lại đó, đi dài cho nó mặc. Nó không thấy rồi. Giữ như nè, đi nè. Chụp hình. Chó đèn mắt kiến. Nhung đâu? Nhung có chụp em thì Nhung có rồi. Ủa Nhung mua, Nhung nè. Sao nữa? Chụp đèn. Phun. Phun. Bún. Xe đúng rồi, mai để mình ngồi. Con ngồi xuống ôm hai bạn, ngồi xuống ôm hai bạn. Cái chiếu vậy à? Cái chiếu ra xe. Sợ sợ. Không. Buồn. Làm quá đơn. Rồi ok ai đó ạ? Rồi con xuống, đây. Dung không vô được không? Dung vô dùm kìa. Ai vô luôn, con vô không? Vô luôn. Đứng đứng sau em. Xếp đặt con, xếp đặt con. Đồ bùn này. Đi ra ngoài em ơi. Rồi ok anh không? Thôi, bên người vào anh không ạ? Quá cái quá. Còn nó lại về tại. Hello.
cho cái dũng liền chạy. Dũng đi, dạ đi. Dạ đâu, đứng sau lưng á, ông đó đó. Nhỏ này sốt sắng. Cảm ơn em. Rồi vô Dũng. Nhỏ này sốt sắng ghê. Vô đây hang tiếp. Đó, đó. Baby, baby mới có 50 tuổi à. Baby mới 50 tuổi à, chơi bong bóng. Cô đưa lên cao. Mặt qua mình đây. Không sao đâu. Rồi rồi rồi. Đó là gì? Hồ Xuân Hương à? Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương ban đêm. Đẹp quá trời luôn. Phê phê bây giờ ấm nó xê 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 xuống không mà hồi chưa ấm phê phê giờ nó tê chân. em cho em coi cặp tình nhân kìa. Đẹp quá, mát nữa hả, mát dễ sợ luôn, mát còn mát lạnh luôn á. Mùa hè tháng 7 mà mát lạnh luôn. Mùa hè trên thế giới có chỗ nào vậy ta? Chắc có vậy à. Đây là hình của ông Tổng thống Obama. Dễ dễ đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Bây giờ tới O37. À, cái này Obama hả? Dạ, O37. Đây. Cái này dính dúng dúng 60 vậy trời. Đó giống giống rồi nè, đó. Đó giống giống rồi đó. Đó bắt đầu giống rồi đó. Đều ra rồi đấy. Ở bên đó mà dễ trực tiếp thì đắt mắt lắm ha. Đâu? Thì sĩ số 1 nè. Giống vậy không nhìn cái này giống à. Là sĩ số 1 nè. Thích hình ông Obama nè, dễ giống dễ sợ luôn. Obama giống. Vô lì nó đang cười gì vậy? Cười gì vô lì? Đó, đầu bị bẹp à? Bự hơn, mà đầu có ba. Ngay vậy nó bình mình nó cười. Tóc mẹ nhiều hơn, phải bự hơn rồi. Lòng mất, lòng mất. Ủa chứ phải mặt cưa, chứ phải mặt cưa ép hả? Đã có vài cú thật mà. Vậy. Tự mặt cưa ép chứ. Nhưng không, nó là một. À, để cho nó là một.
Môi trường mình treo nó bị ẩm thấp. Thì anh nhắm cây ra đây anh kiếm tiền. Hơi hơi rồi đó. Hơi hơi nó vậy. Bé, có cây gì nữa không? Hơi hơi rồi đó. Hơi hơi giống em này rồi đó. Có cây ông Bảy. Hả? Có hơi vậy không? Dạ không anh. Dạ. Miên. Em để ngày mai sáng 7 giờ em ra uống cà phê ở chỗ sáng á. Cho uống cũng được á. Trời nó cho uống đi. Cho bé dắt tôi lại đi. Giờ em vẽ xấu quá trời luôn. Đẹp quá mà. Mệt hả con? Nó mệt. Nó buồn ngủ. Nó buồn ngủ rồi. Tội nghiệp không? Ba mẹ dễ mà con buồn ngủ. Mọi cái mặt tạm hổ thôi đó. Để ăn vệ cái áo không cần để... hai về đi cho tao chụp lại một cái. Thấy giống không em? Giống mà không giống anh ơi, mất lương quá. Bên này hả? Cô chị bên tay thôi. Ngồi lại nè. Mình chụp cái đi ra đi. Nè, giống như ông chụp với ai phải với em à. Đó. Người qua bên này cũng vậy. Nhiều mét quá. Chạy
cái cước kìa. Ra pin xuất ra không? Pin. Xuất ra. Ánh sáng nó không thấy đường không? Kiểu như cười lên ăn anh thấy sao ăn không dễ thấy đi đúng rồi về già là vừa đó tươi đây đó anh dễ có nét giống nhưng mà tại cái mặt nó phải dài chút nữa hơi dài chút nữa mặt hơi tròn không ừ mặt hơi tròn tròn nhưng mà lỡ rồi hơi dài chút nữa là giống giống nhiều hơn không mặt chị ngắn mà không mà chị vẫn ngắn đó. Rồi trẻ rồi đó. Nói chung là trẻ rồi đó. Mà chị ngắn là dài. Dài ngắn này không giống chị nhá. Không trẻ rồi đó, mình trẻ rồi đó. Đừng phá của chú của anh nè. Ngay chỗ hai. Tại sao hai cái ngắn này là sâu quá. Thế thì đó. Hai ngắn này cho cánh mũi. Em mà vài tuổi nữa em giống ba y chang thế này. Lên. Rồi xong hả? Rồi ok đó. Không, ông bảy ông có hai cái đường đó luôn. Bằng luôn. Đường không có đâu. Em có. Gây okay, để ảnh để lên sửa lại. Cho trẻ trẻ lại chút. Đúng rồi, sửa bớt cái này thôi, bớt cái này, sửa bớt cái này thôi. À. Đúng rồi, bớt cái ngành đó đó. Giống cái nè. Đó, trẻ đó. Đây, bớt thôi. À nhìn nhìn giống ghê mà nhìn. Bớt đi thôi. Nhìn giống đó mà nhìn. Giống okay, nhìn thẳng với bớt lương nha. Ờ nhìn thẳng lên giống mà nhìn ngang giống. Nè, bên. Trời ơi, cái con bị ăn bánh này chết. Anh ghi ở dưới, anh ghi dưới ngày tháng cho anh được không? À, có. À, ghi dưới ngày tháng giùm anh. Ghi Đà Lạt. Ghi Đà Lạt ngày tháng mấy nha. Có ghi tên anh chị không? Ờ, ghi đi. Ừ. Anh ghi thư pháp luôn nha. Ờ, ghi thư pháp luôn nha. Để 7 trang. 7. 7 trang. Tên 7 đúng không? 7 DIY. Anh này tên 7. 7 á. Anh nói 7 là ta biết rồi. Ủa. Trên trang đúng không? Đây nhìn vô tôi thấy tôi khó chịu nè. Cà phê đẻo ghê. Đúng rồi. À, đúng rồi, em có chịu mà. Em có chịu rồi phải rồi. Em nhìn vô em khó chịu. Em khó chịu nè. Em khó chịu. Em khó chịu nè. Nhìn khó chịu hơn ổng. Em khó chịu mà. Đúng rồi lại. Ta dễ đưa ra giống thôi chứ đúng không ha. Khó chịu kêu ta dễ không khó chịu sao được. Bất lương quá. Được, nhau mày. Đấy, hai cặp luôn á. Bây giờ biết cười quá. Rồi xong, cảm ơn em. Rồi, còn sao nữa? Em
Sơn lên mà quên quay. Mỗi lần quên quay. Mày giống con em. Mặt em đâu có chiều dữ vậy. Cái mặt mày nhìn này chỗ này giống nha. Bây giờ em nhìn cái này em mới nói. Mà nhìn cái tóc của chị này hối y xì luôn à. Bây giờ em nhìn cho em. Mua vé số kìa, mua vé số kìa. Mua đi. Mua, mua tối nay trúng số á, mai trúng số á. Đài gì mới được? Chị mai được về rành là hỏi đài gì? Dạ. Số rồi. Bé nè, bé rồi. Không, mà mai mình dọn ở đây mà. Khô chưa? Khô chưa? Đã khô rồi. Đủ chưa? Xịt thêm lần nữa đi. Xin bây giờ nãy anh cần phải cầm tay đó. Rồi rồi, xịt cho đủ. Thổi cho đủ nó mới đẹp, nó giữ được lâu. Thấy thường thường cái sơn làm hai lần nó mới đẹp. Nó hút dần, nó khô lại như này mà. Đây, một lúc mới khô. Làm cả cấp tóc luôn. Này mau khô mà. Đưa cho ông này, ông nói trước nè, ông nhiều, ông nói gì vậy? 350 luôn. Là xong. Ờ, được tầm 500 cho ông nói. Lấy 350.